À, bạn này hỏi rằng là em là nhạc sĩ thì anh thì làm nhạc có giàu hay không? Bản thân mình á thì nghề nào cũng giàu được hết đó. Quan trọng là bạn làm tới đâu thôi. Thì nhạc sĩ khi mà họ sáng tác ra nhạc, bạn phải đặt hỏi là cái kỹ năng của bạn bao nhiêu á. Còn nhạc sĩ người ta vẫn giàu được mà. À, sáng tác ra nhạc rồi người đó người bán bản quyền cái bài hát đó cho ca sĩ đó, hoặc là lâu cái người hát cái bài hát của bạn trên khi mà thương mại là bạn cũng được trả quyền trả tiền tác quyền nữa. Đó. Nên đối với mình nhạc sĩ vẫn giàu được. Nhạc sĩ á, thì bạn sẽ nằm trong cái bước đầu tiên của năm giai đoạn kiếm tiền á. Đó là bạn làm việc thông minh đó, bằng đầu óc á đó. Đó nhưng mà khi bạn kiếm ra tiền rồi bạn phải học cách đầu tư kinh doanh nữa ha. Nếu như bạn làm một nghề á để mà giàu thì mình thấy cũng cũng có thể đó, nhưng đối với mình là mình thích làm nhiều nghề hơn. Nghĩa là bạn bạn giỏi về nhạc sĩ, bạn kiếm tiền về nhạc sĩ rồi bạn mới học tiếp về kinh doanh gì, bạn mở lớp dạy thanh nhạc chẳng hạn, đúng không? Bạn đang làm nhạc sĩ mà, đúng không? Bạn mở lớp dạy sáng tác nhạc, mở lớp dạy piano, đúng không? Có tiền từ nhạc sĩ sáng tác bài cho ca sĩ rồi, mở lớp đó dạy học có tiền rồi, phải biết cách đầu tư bất động sản chẳng hạn, đợi học bán hàng. Phải biết, giờ mình làm nhạc sĩ rồi mình phải biết cái công nhạc cụ này hay, đúng không? Đi bán piano, đi bán đờn, bạn thấy không? Quan trọng là cái kỹ năng của bạn bao nhiêu á, và không dừng lại ở kỹ năng chuyên môn đâu. Bạn muốn giàu bạn phải có kỹ năng bán hàng và kỹ năng kinh doanh. Bức tranh của mình mới vẽ ra bạn chạy chẳng biết 5 năm xong chưa nữa. Nên, nhưng mà bạn phải cố gắng chạy đi, thà chậm hơn là không bao giờ, đúng không? Bây giờ bạn là nghe thấy nó hợp lý không, đúng không? Bạn sáng tác ra cho ca sĩ hát, bạn có tên tuổi rồi, bạn mở lớp dạy cách thức cho người ta sáng tác nhạc, lớp dạy thanh nhạc, đúng không? Giữa lớp dạy piano thì piano nào có học viên, đúng không? Mở thì bắt đầu kinh doanh piano, giờ kinh doanh piano cách thức nào để mà tiết kiệm nhất, thì bây giờ kết hợp với một nơi người ta đang bán nhạc cụ, bạn lấy nhạc cụ đó về bạn bán, bạn có tiền hoa hồng, chuyện bình thường mà. Trong buôn bán kinh doanh bạn có tiền hoa hồng là chuyện bình thường, không có gọi là tiền trên cắt cổ gì đấy đó, chuyện bình thường đó. Thay vì cái chỗ đó người ta phải chích tiền cho những người salesman đi bán piano bán đàn, thì bạn là người trực tiếp đã những khách hàng tiềm năng rồi, bạn bán thôi đó, thấy không? Và bạn nhớ rằng là làm gì làm cái đồng tiền hạnh phúc á, tại sao á mình và các cộng sự đã gây dựng nên học viện bất động sản rồi. Cái chuyện mà mình lấy nguồn hàng về á, mình bán lại cho những bạn học viên, nó đối với mình không có gì khó đó, mà mình không làm điều đó tại vì mình hướng dẫn người ta và đầu tư cá nhân, thành ra mình phải đồng hành với họ, mình không thể nào mình kết hợp với một cái sàn và cái sàn đó đưa giá cho mình rồi mình lại đi bán lại cho những bạn học viên đó. Tại vì khi mà một tại vì mình chỉ mình hướng dẫn mình đào tạo cho những người đó hiểu được rằng là những cái người và đầu tư người ta đang làm như thế nào, thì một ngày nào đó người ta biết được mình đang làm cái chuyện đó, mình đang lấy cái tệp khách hàng của mình để mình đi kiếm tiền, mình đang cộng tác với những cái sàn khác, thì đó mặt mũi mình để đâu nữa đó. Nên làm gì vậy, bạn phải biết rằng là đồng tiền hạnh phúc win-win ha. Vừa rồi khi mà mình đi làm công tác thiện nguyện á, có một có cái bạn này mình đã hỏi, bạn này cũng là một thiền sinh, anh này là anh kể lại, bạn này kể lại câu chuyện của một thiền sinh nói rằng là bây giờ là học thiền là phải tịnh tâm rồi phải nghĩ đến những điều tốt như thế này nọ. Và nó nói rằng cái điều đó có khó khi mà em đang làm kinh doanh hay không, thì mình thấy hơi hơi bị lạ đời. Những cái người mà hỏi câu đó chắc chắn rằng là họ đang kinh doanh mà chỉ có họ có lời không mà. Đối với mình kinh doanh đó là phải win 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 win, rất tất tất cả các bên cùng win 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 luôn, chứ không phải là chỉ người mua và người bán đâu. Đó có nghĩa là sao, nếu như bạn kinh doanh đúng không, bạn trồng rau mà bạn bỏ thuốc trừ sâu ra bạn bán, bạn có lợi mình bạn à. Đối với mình đó không phải là đồng tiền hạnh phúc, nhưng mà bạn trồng cây bằng những cái công nghệ mới nào đó, bạn có thể bạn làm ra được nhiều rồi bạn bán, cái người mua sỉ lại bạn cũng có lợi, đến tay khách hàng cũng có lợi, bạn cũng có lợi, thì cái đó mới là kinh doanh chứ. Thì cái chuyện mà bạn kinh doanh, cái chuyện mà bạn tu đạo, cái chuyện mà bạn học thiền ấy, đối với mình nó hoàn toàn hỗ trợ nhau, nó không có gì gọi là đá nhau đó đó. Cho nên bạn làm nhạc sĩ làm gì đều có thể giàu được đó, nhưng bạn phải có kỹ năng bán hàng và kinh doanh và làm nhiều ngành nghề, bạn phải có ít nhất nhiều nguồn thu nhập, đừng có suốt ngày là nghĩ rằng là nhạc sĩ là chỉ có sáng tác nhạc. Bạn hoàn toàn có thể đào tạo được, bạn hoàn toàn có thể bán nhạc cụ được mà, quan trọng là kỹ năng bạn tới đâu, tên tuổi bạn tới đâu thôi, và bạn quyết tâm làm tới đâu thôi. À, đối với mình ngành nghề gì cũng có thể giàu được hết, bởi vì mình nói hai đứa con của mình á, nó muốn nó thích học cái ngành nghề gì là chuyện của nó, mình còn mừng khi mà nó phát hiện ra được là nó đam mê cái gì nữa kìa. Cho dù nó đam mê là nhạc sĩ ca sĩ hay là đá banh hay là thợ sửa xe gì đó không quan trọng, mình không quan trọng mà nó phải là bác sĩ kỹ sư, bớt xàm xàm đi các bạn, bây giờ buổi nào bây giờ mà cứ suốt ngày mong con làm bác sĩ kỹ sư
Mình nói cái này thì có thể các anh chị ở bên Việt Kiều sẽ giận nè, tại vì thông thường á các anh qua anh chị qua bên nước ngoài á là mình bị lạ nước lạ cái, và bắt đầu mình làm công việc tay chân đúng không, là làm nhà hàng hay làm nail đó, thì cứ mong muốn con mình phải là bác sĩ kỹ sư. Anh chị nhìn lại đi, bao nhiêu đứa bác sĩ kỹ sư nó đang nợ ngập đầu bên Mỹ. Mình nói này coi anh chị coi đúng hay không, suốt ngày cứ mong muốn bác sĩ kỹ sư là nó phải mượn tiền của chính phủ, cái gần có đứa nó mượn cái mấy trăm ngàn luôn á. Và mình có biết những người bạn á đến bây giờ là làm đi làm việc gần 5 10 năm, bao nhiêu năm rồi đó, chưa trả hết nợ khi mà đi học đại học luôn, chưa trả nợ khi mà học lên thạc sĩ hay là bác sĩ gì luôn. Cho nên đối với mình ngành nghề gì thì nó cũng là tốt đẹp đó, không có ngành nghề xấu các bạn, không có nghề xấu, chỉ có người xấu thôi. Mà con mình nó muốn làm cái nghề gì, chuyện của nó miễn sao nó nghề đó là tốt, nó không hại ai và nó đam mê được rồi, thì lúc đó mình sẽ chỉ cho nó những cách thức bán hàng kinh doanh từ cái nghề đó, nó sẽ giàu có và tự do thoải mái, và thời gian tiền bạc hoàn toàn bình thường, chứ không phải là phải đi bán hàng, phải đi làm bất động sản hay là phải kinh doanh cái gì đó thì mới giàu. Không có, làm ngành nghề chuyên môn vẫn có. Ồ mình nói bạn bây giờ nha, bây giờ đây là thời đại 4.0 rồi, bắt đầu bạn lên mạng bạn thấy không, những cái người nè, những cái ca nhạc sĩ nổi tiếng nè, bây giờ là những diễn viên nè, bây giờ đang dạy những khóa học online về cách thức hát nè, đánh đàn nè, diễn xuất nè. Bạn lên bạn coi coi, đó là người ta làm tốt trong cái chuyên môn của người ta rồi, có tên tuổi rồi, thì bắt đầu người ta có thể đào tạo thêm đó, người ta đang bán chất xám mà. Bạn muốn dụ như bạn muốn đầu tư bất động sản nhanh, bạn muốn làm ca sĩ nhanh, bạn phải dùng đòn bẩy. Đòn bẩy là gì? Bạn dùng tiền của bạn bạn bỏ ra để bạn tham gia khóa học đó, để bạn mua cái thời gian. Người ta đã mất gần mười mấy hai mươi mấy năm để người ta thành công trong cái lĩnh vực đó rồi, và bạn bỏ ra một số tiền, bạn dùng đòn bẩy để bạn mua cái thời gian và sức lực của bạn, bạn mua cái kinh nghiệm của người ta, hoàn toàn hợp lý thôi, tất cả các bên đều có lợi đó. Cho nên nhạc sĩ hay nghề gì cũng giàu được đó, quan trọng là cái tư duy của bạn thôi. Thank you.